Could you do? Này nó kêu. Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trí, thì phía sau mình đây là anh Linh Gòm. Nói chung là hôm nay anh em mình vào trong nhà anh Vĩnh quay đúng không? Nói chung là bên hôm nay là mình hẹn, tại vì nói chung là bữa nay là ông Vĩnh ông không đi làm anh em. Nên mình với anh Linh là tính vô ổng quay, mà nói chung là mới vừa chạy vô nhà nè. Ông nói chung là ông đang ngủ rất là say sưa luôn. Và hôm nay nói chung là bởi vì mình có quay những cái video trước, nói chung là anh em mà hay ngủ trưa là biết cuộc đời đúng không? Nói chung là cuộc đời nó sẽ nhưng mà không bị dính này cũng dính cái kia. À, bạn ông nhớ đó, ông ngủ là ông chết chắc. Đây nói chung nhắc này thì mới có 12 giờ mấy hơn 1 giờ. Nãy mình điện cho ổng thì ổng nói là ổng kêu chạy đi quay mà mới vừa vô là ổng ngủ mất tiêu rồi. Bây giờ hôm nay là mình lại có một cái màn cho, nói chung là anh Linh mới vừa mua được một cây son đúng không? Rồi cây son cạnh đâu rồi? Đây. Đi bà mày con, đi bà mày tao lấy mày. Nói chung anh em mình có chuẩn bị một cái son nha. Đâu để anh Linh anh khui thử coi. Nói chung là hôm nay anh em mình sẽ trang điểm cho anh Vĩnh, nói chung là vẽ cho ông trông đẹp chứ. Thôi. Rồi bây giờ với một cái bong bóng nè. Rồi, đây, đó mình sẽ chuẩn bị một cái bong bóng. Nhưng mà nói chung là anh em muốn biết cái màn cho của anh em mình sẽ như thế nào thì anh em nhớ theo dõi hết cái video này, cái kết sẽ như thế nào nha. Bây giờ bắt đầu anh em mình sẽ thực hiện cái video clip này nha. Đi, let's go. Đây, nói chung bây giờ là bắt đầu mình với ông Linh sẽ đi kiếm nước để mình bơm vô cái quả bong bóng. Đây là trái xăng mày ơi, thôi. Chết bà, nghe trái xăng. Sao trái xăng hả? Chết bồ hồn Vĩnh không? Hả? Sao? Hồi thiệt luôn. Thôi lắm mà. No. Qua trời, nói chung là chết này, nghe trái xăng rồi. Không thì anh cứ múc ít nước vô trong cái bong bóng thôi, ít nước được rồi, không còn nhiều lắm không được đâu. Tròn chơi này gió ông chửi chết luôn á. Bây giờ anh Linh anh đang hứng nước nha các bạn. Giờ anh Linh sẽ sụp nước của lộn đúng không, anh Linh sẽ sụp nước vào bong bóng nha. Đó. Vô đó ít quá à, từ từ. Dạ đó, đúng rồi. Ông đang đúng dùng rồi. Bể luôn rồi. Bể bong bóng luôn rồi. Anh em mình mới vừa đi kiếm được một cái bong bóng mới này nè. Bự hơn nữa. Đây, bóng này là mình chơi là nói chung là nó còn bự hơn bóng nãy nha. Tới luôn bóng này là tới luôn á. Nói chung nãy là mình bị trục trặc để bóng nó hơi nhỏ quá. Nhỏ quá rồi nên là khi mà anh Linh sụt vô nó bị bể. Cái quả này mà bể nên là hiểu cuộc đời của anh em luôn rồi đó. Đù. Quá trời nặng luôn, quay im quay. Em bự nha, em bể nữa. Mình phải bự lại, không bự lại nó bể nha anh em. Đó. Wow. Anh gì cái trái gì qua giờ đã nó lắc. Cầm. Đó được, ok rồi. Im đó, đã quay qua coi bong bóng này là có mặt cười luôn nha anh em. Các bạn ơi, mình cục cái bong bóng này. Rồi nói chung là cái bong bóng này ảnh chơi một cái là nãy ảnh sụt nước nó đầy luôn nè. Cái là tới. Giờ chờ là mới vừa chuẩn bị quay giờ nó bắt đầu nó chuyển qua mưa luôn rồi. Giờ bắt đầu anh em mình sẽ đi từ từ vô để mình thực hiện cái một cái âm mưu đồ đen tối. Buộc bóng trước. Buộc cái quả bóng trước đúng không? Buộc bóng xong rồi anh lấy cái đồ nó chui. Rồi bây giờ để Linh anh sẽ đi qua để buộc cái bóng lên coi. Buộc cái chống cây nè. Rồi đúng rồi. Rồi, nói chung là không ngủ chứ. Ngủ mà cũng xấu nữa. Đây giờ để Linh em sẽ buộc. Buộc nó thòng xuống luôn. Thòng xuống luôn. Thòng xuống nữa. Xuống cái này nè. Hạ xuống nữa. Rồi. Rồi buộc lại. Ổng thích mình tới luôn.
Đó, im rồi đó. Hả? Qua bển đó, đó đừng có thể chọc chị á, đâm chọt nha. Anh đi vô nấp luôn, nấp ở trong đây rồi không. Ông có thức một cái là xong luôn á. Ông có thức một cái là xong luôn á. Thôi nhớ anh đã tức. Đây bây giờ ông Linh ông sẽ đi đi vô trong cái thùng trước đi, vô lấy cái chị á. Nói thôi anh đây em chọt cái em chạy ra ngoài nấp. Quá trời, trong là giấc này là bắt đầu chuyển mưa luôn nè các bạn ơi. Giấc này là chuyển đen thui luôn rồi. Đây bây giờ để Linh anh chui trong cái thùng nước nè. Anh chui vô cái thùng thấy khó khăn quá các bạn. Nè bạn thấy không? Thì để em đi nhấp riêng của em. Đây vậy để Linh ổng lấy nhấp trong này nè. Mình bắt đầu mình sẽ đi kiếm cái góc để mình thực hiện cái nói chung bây giờ ông Linh ông sẽ bắt đầu để thực hiện nha. Bây giờ mình sẽ núp ở trong cái sát bên cái thùng nè. Coi coi. Nói giờ ông đang núp trong cái thùng thi nè. Nói chung là ổng chọt xong rồi là ổng lấy vô cái thùng đó núp luôn. Đây ông Vĩnh ông đang nằm rất là ngon luôn nha. Chọn sẽ như thế nào các bạn. Đây đây. Được chưa? Đây nó chưa. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào. Mặt gì đẹp quá vậy? Lên không đi luôn. Camera là bất tử các bạn. Nói chung đến đây mình kết thúc cái video clip luôn nha. Cảm thấy video có hay và thú vị thì nhớ đăng ký để lại một like chia sẻ cho anh em mình nha. Rồi anh Vĩnh nói chung là ông bỏ qua luôn rồi. Ông Linh trốn mất tiêu rồi các bạn ơi. Lên đây. I'm flying from
Bye bye.